buồn. Nếu anh để lại cây viết dòng thư cuối sau bừng màn. Chào Dustin. Xin chào Linh Ly. Tô Ngọc Bảo Linh. Tô Ngọc Bảo Linh and Link Lee. Welcome đến với Bar Stories. Không biết là ngày hôm nay thì Dustin sẽ cho Linh uống gì đây? Nếu mà Dustin cho cái gì thì Linh cũng uống đúng không? Linh cũng hơi sợ rượu một chút. Kỷ niệm của Linh đối với rượu là gì mà sợ? Thực ra một phần là Linh không uống được, uống một chút thôi đã là say lắm rồi. Sau đó là bắt đầu cảm xúc dâng trào và không hiểu vì sao mình khóc. Bao nhiêu là say? 2-3 ly gì đó là cũng đã biêng biêng lắm rồi. Mình một ly thôi. Một ly nhưng ly này to. Hai ba ly này từng này thôi nè. Ly này sẽ là ly nước ép. Okay, để cho Linh có thể có lối thoát. Cuộc đời mình chỉ gặp nhau có một lần thôi, biết đâu được bao nhiêu lâu nữa mình mới gặp được nhau. Lần cuối cùng mà mình gặp nhau ở đâu? YouTube Fun Fest 2017. Lúc đó thì Tô Ngọc Bảo Linh vẫn còn là Tô Mạnh Linh. Đúng rồi. Hôm đó là Linh đội mũ, mặc một bộ quần áo caro. Nhưng mà thực ra lúc đấy là vẫn kiểu vẫn không tự tin ấy. Cái tóc tai các thứ là vẫn phải đội cả mũ vào đó để che đó. Nhưng mà bây giờ rất là tự tin rồi, cho nên không có gì phải buồn cả. Yo. Nhép giọng. Tôi xin nhớ là Linh hay đứng lủi thủi trong góc, hay đứng một mình xong rồi tự nhẩm bài. Nói chung là không có đùa cợt với ai, và cũng không nói chuyện nhiều với ai. Chỉ có mấy bạn dancer hỗ trợ Linh thì Linh hỏi bài này kia thôi. Nhưng mà nụ cười của Linh thì lúc nào cũng thường trực trên môi. Linh thì lúc nào cũng cười rất là lạc quan. Dù trước hay dù sau thì nụ cười vẫn như thế, nó vẫn không thay đổi. Vậy thì bây giờ Dustin sẽ pha cho Linh một cái ly, nó được gọi là Mr. Salted Plum. Nhưng mà Dustin sẽ dùng một cái rượu Naked Grouse. Đây là cái chai Naked Grouse, nó không có nhãn hiệu ấy. Nó đúng chỉ rồi. Có đúng một con chim. Tinh thần của chai rượu này, nó muốn lột tả sự chân thật, không sợ hãi, là chính mình trần trụi. Ok, không sợ hãi. Uống vô là cởi không. Hết. Nó dành cho những người mà dám là chính mình, không sợ, không che giấu. Và điều đó làm cho Dustin nghĩ đến Linh Ly. Đúng thế, bây giờ Linh chẳng có gì phải che giấu cả. Linh sẽ có thể Linh nói được hết tất cả những cái gì mà Linh suy nghĩ. Linh không phải giấu giếm như ngày xưa cả. Linh ngày xưa đứng sau bức tường, giờ Linh đạp cái bức tường ra rồi, đạp cái bức tường ra rồi. Nhưng mà Linh nghĩ cái giấu nhiều nhất là giấu bản thân, hay là giấu gia đình, hay là giấu công chúng? Giấu tất cả mọi người, kể cả gia đình, kể cả bạn bè luôn. Có bao giờ ở nhà lúc mà còn là Tô Mạnh Linh, Linh đã thử chơi những cái trò chơi là mặc đồ con gái vào chưa? Trời ơi, chơi từ bé luôn rồi. Nhưng không để ai thấy à? Mọi người cũng thấy. Còn mấy chị em thì mình cũng thích mặc váy mà, thì mình mặc thử. Mọi người thì cứ nghĩ rằng là trêu trêu ấy. Nhưng mà đối với Linh đó là một niềm hạnh phúc, rất là thích. Dustin cũng thường hay mặc váy mà không ai thấy. Ok, Dustin sẽ pha nước. Thì whisky mình sẽ dùng xí muội này mà mình bỏ vào, mình ngâm qua đêm. Tức là cho quả xí muội này vào trong rượu. Đúng, luôn. Đúng. Wow. Dustin sẽ cho Linh thử một chút xíu Naked Grouse. Cái thú của việc uống rượu whisky là mình ngửi được nó. Chưa gì đã thấy say rồi đấy. Khi đi bar, Linh cũng có thể đi một mình. Nhưng mà Linh không bao giờ đi một mình. Linh không thích đi một mình, phải đi từ hai mình trở lên. Tại vì ở quầy bar sẽ có những người một mình khác sẵn sàng trò chuyện với Linh. Wow. Nhất là anh bartender. Hãy thử lần nào quay lại đây, Maltos Bar ở quận 2. Kiếm anh bartender tên là Tài. Anh ấy đẹp trai không? Rất đẹp trai, rất duyên dáng. Anh hỏi là em ơi, em muốn uống gì đúng không? Gì cũng được. Họ có thể nhìn gương mặt, cảm xúc của người khách hàng. Và họ nói, họ có thể nghĩ ra một món nước mà phù hợp với họ nhất trong tâm trạng đó. Hay nhỉ, như kiểu bác sĩ tâm lý luôn đó. Chính xác.
Và Đức xin chọn cái quầy bar Maltos 49 Thảo Điền này nè, là bởi vì ở đây là có rất nhiều loại whisky từ Đông sang Tây. Đây, thấy quá trời luôn nè. Và lát nữa màn đêm buông xuống mình sẽ thấy được thành phố lên đèn. Ồ, đẹp lắm. Mình sẽ dùng 50ml whisky Naked Grouse đã được ngâm với lại xí muội. Và sau đó mình sẽ bỏ lòng trắng trứng. Còn lòng đỏ mình đem đi rán. À không, để bỏ cái hộp đem về nha. Mình sẽ xách khô. Em như là kiểu chuyên nghiệp ấy nhở. Mình sẽ bỏ đá vào mình xách thêm một lần nữa. Mr. Salted Plum, công thức bởi bạn Tài, bartender của Maltos Bar. Thank you so Justin much. Justin sẽ phải uống một tí. Uống này có say không đấy? Thử đi. Nếu mình uống mà mình cảm thấy ngọt ngào, dễ chịu thì mình sẽ không bao giờ say. Này say rượu hay là say tim? Một tiếng nữa mình sẽ biết. Xin chúc mừng. Ok, xin chúc mừng. Vừa mặn, vừa có vị chua chua, cảm giác rất là dễ chịu luôn á. Dễ uống. Thật sự là một người là rất là khó uống rượu như Linh, mà uống cái này Linh cảm thấy rất là dễ chịu. Từ khi mà Linh bắt đầu thích nghệ thuật là Linh nghĩ là mình muốn làm ca sĩ hay muốn làm công việc gì? Xưa còn mơ mộng làm diễn viên cơ, rồi là dạy em ấy thì mơ làm giáo viên. Gia đình cũng thích làm giáo viên, nhưng mà cuối cùng là hát nhiều quá, kiểu đam mê hát quá, nhưng không thi vào trường nhạc vì là nghĩ rằng cũng sẽ không theo đuổi nhạc đâu, mà mình thích tiếng Anh, thi vào một trường tiếng Anh. Và sau khi tham gia vào trường học đó rồi thì mình lại cảm thấy là mình thích hát, mình tham gia các phong trào, và tự nhiên cái niềm đam mê nó lớn lên, mình cứ sáng tác thôi, xong cuối cùng mình ra sản phẩm và mọi người thích. Bây giờ người ta mời đi hát thì mình làm ca sĩ. Bây giờ Linh đã có bao nhiêu bài hát trong gia tài của mình rồi? Linh không nhớ chắc chắn là bao nhiêu bài, nhưng mà cũng phải đến 200 bài rồi đấy. Wow. Với Linh thì là có những cái bài mà Linh tham gia ở trong underground ấy. Ví dụ Linh hát về rapper thì chỉ có tham gia mỗi cái phần điệp khúc thôi, chorus thôi. Thì nó rất là ngắn. Linh cũng tính là một bài, đi ra cái phần đó cũng khá là nhiều. Mà nếu mà cái bài mà Linh viết từ đầu đến cuối á thì chắc là khoảng tầm 20-30 bài gì đó. Justin không phải là người xuất thân ở trong underground. Không biết ở trong đó mọi người xem Linh là một người bạn, một người đồng nghiệp, có bao giờ mọi người đặt câu hỏi về xu hướng tính dục hay là giới tính của mình không? Thực ra mọi người sẽ chẳng nói gì đâu. Có thể là mọi người thấy Linh cũng có chút gì đó nữ tính. Thì ngày xưa mọi người hay gọi là thím lì. Có nghĩa là mọi người thầm chấp nhận điều đó. Cũng có thể là có như vậy. Có bao giờ Linh come out một cách tự nhiên, một cách là thẳng thắn với họ không? Chưa bao giờ. Linh vẫn im lặng lắm. Linh vẫn chơi với mọi người, vẫn hết mình thôi, nhưng mà với tư cách là một người đàn ông. Chứ không phải là một cô gái. Ngày xưa thì cái khu trọ của Linh á có tầm 15m2 thôi, mà mỗi lần offline á là một dàn trai về nhà Linh ngủ. Một dàn trai về nhà Linh ngủ. Toàn các anh em thôi. Thậm chí là trong 15m2 đó có tới 10 người, toàn là đàn ông thôi. Và 5 người trên giường, 5 người ngủ dưới đất. Thì nói chung rất là vui, thì mình vẫn thoải mái. Mọi người cởi trần, mình cũng cởi trần luôn. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Bây giờ thì không no thể more, như thế. No more. Thế thì mọi người ở đó có bao giờ có những cái hành động là bảo vệ Linh? Tất nhiên, trong mắt họ, Linh vẫn là phái yếu. Hay họ vẫn coi Linh là một phái mạnh, là một người đàn ông giống như họ? Linh nghĩ rằng là mọi người vẫn nghĩ Linh là một cái gì đó yếu đuối á. Mọi người ví dụ đi đâu phải chở Linh á, hoặc là kiểu mở cửa giùm, xách đồ giùm không? Có chứ, cảm giác mình luôn luôn được che chở ấy. Ví dụ đi đâu mình không phải đi xe máy á, mọi người sẽ chở Linh đi vậy đó. Thế Linh có thấy là mình
may mắn hơn mọi người khác một chút không? Mình được sống trong âm nhạc với những người anh em, nhưng mà đồng thời cũng được những người anh em đó bảo vệ, nâng niu như là một cô gái. Cũng có thể là may mắn hơn khi mà mọi người đối xử với mình cũng rất là tuyệt vời. Không bao giờ mọi người nghĩ rằng là có cái sự xa cách đối với Linh. Họ chơi hết mình với Linh luôn. Và họ không bao giờ họ nghi ngờ về giới tính hay là, tức là họ không phải quan tâm đến giới tính của Linh. Kể cả Linh có điệu hay là nữ tính như nào cũng vẫn được. Nhưng mà Linh vẫn là một người bạn tốt của mọi người. Thế là Linh cũng rất là cảm thấy rất may mắn khi mà chơi được với những người bạn như thế. Và bây giờ khi mà Linh công khai, mọi người cũng rất là ủng hộ luôn. Cảm thấy là những người bạn mình chơi đều rất là tuyệt vời. Thế người mà Linh thân nhất trong underground là? Là Đen. Thế rồi uống một tí bắt đầu hơi hơi cảm giác rồi đó. Thấm rồi. Sợ lắm, uống một tí là đỏ mặt đó. Mà chắc là chưa đỏ mặt đâu đúng không? Chưa đúng không? Ừ. Uống hết chai này chắc là như mặt trời luôn đó. Thế thì điều gì ở Đen khiến Linh thân với Đen nhất mà không phải là tất cả những người còn lại? Linh thì không quan trọng là người nổi tiếng hay là không nổi tiếng. Linh đều chơi rất là thân thiết. Thì cả nhóm của Linh ở trong đó thì có những người nổi và có những người không nổi. Và hiện giờ thì có Đen là cái người mà Linh cũng đang hợp tác cùng và cũng chơi cùng trong âm nhạc. Đen từ ngày xưa đã thế rồi. Thì Đen cũng là một trong những chàng trai mà nó về nhà Linh ngủ đó. À, cũng cởi trần đấy đó. Cũng cởi trần ra, vẫn còn ảnh nhá. Đằng sau của Linh là ghi chữ Lì và Đen thì ghi chữ Đen. Chơi với nhau rất là vui vẻ và thoải mái đến tận bây giờ luôn. Và trong âm nhạc thì lúc nào cũng tôn trọng nhau. Bởi vì là Đen viết phần rap, Linh viết phần hát. Melody Linh viết ra, Đen rất là ưng. Có thể là có sự hòa quyện trong âm nhạc, có thể là sự thấu hiểu. Đi từ ngày xưa rồi, cũng hát với nhau từ ngày xưa đến tận bây giờ. Có bao giờ hai bạn đã cãi cọ với nhau hay là có một cái bất đồng quan điểm gì chưa? Không, chưa bao giờ. Lúc nào cũng tôn trọng nhau. Vì là cái quan điểm của Linh ấy, khi mà trong âm nhạc thì Linh cũng rất là khó tính. Và mình cũng luôn luôn là phải lắng nghe. Ví dụ như là khi Đen bảo cái đoạn này tôi không thích, thì Linh cũng sẽ cố gắng là làm sao để viết lại sang một cái đoạn khác. Linh không bảo thủ là không, tôi thích đoạn này nó thế. Tức là mình tôn trọng khi mà bạn ấy chưa hài lòng thì chứng tỏ là khán giả cũng vẫn chưa thấy. Thì tức là Linh cũng feel rất là nhiệt tình. Cái lúc mà Linh quyết định là mình sẽ chuyển giới, Linh có nói với Đen trước hay không? Có chia sẻ, có nghĩ là mình sẽ nói như thế nào? Thực ra Linh cũng nói với các bạn bè của Linh từ từ dần dần nhá. Khi mà nói với Đen thì là bảo cậu ơi, sẽ chuyển giới đấy. Đen cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên à? Thế á? Ủa thế à? Thật á? Có thể là Đen cũng ngầm hiểu Linh cũng nữ tính từ ngày xưa rồi. Nhưng mà không nghĩ rằng là Linh sẽ chuyển giới. Bảo là ôi thế thì có bị ảnh hưởng gì không? Giọng hát. Cũng quan tâm hỏi giọng hát này kia. Thì Linh cũng bảo cũng không sao. Nói chung là tớ cũng đã tìm hiểu rồi nên cậu yên tâm. Thì biết đâu sau này có giọng nữ hát lại hát được cùng với cậu. Đen là cũng hưởng ứng mà sau này có giọng hát kiểu nữ thì hay gì đó, một cái từ bay bay gì đó. Từ bay bay là sao? Thôi ý là hay hay trời ơi nó lên ra như vậy. Bíp thì đó kiểu như vậy đó. Cái bài Không Dám của Linh á, Linh có nói là Linh muốn kỷ niệm cái giai đoạn mà hình ảnh mới nhưng giọng hát vẫn là giọng của người đàn ông. Đúng. Điều đó rất là hay luôn. Tại vì không phải ai cũng muốn trân trọng cái quá khứ của mình đâu. Có những người sẽ muốn xóa bỏ quá khứ. Có thể là họ sẽ muốn xóa bỏ hình ảnh của họ ngay trước kia. Chứ đừng nói gì tới thu một bài hát với cái giọng nam của mình. Đúng thế. Trong cái bài Không Dám ấy, Linh có quay cả hát luôn. Tức là ngồi mặc váy rất là xinh đẹp nha, mà hát giọng đàn ông. Có thể có rất là nhiều người sẽ không bao giờ dám làm như thế. Nếu trong trường hợp Linh Ly có thể dùng hormone nhưng giọng của Linh vẫn không thay đổi, Linh có nghĩ là mình tiếp tục hát với giọng đó và ngoại hình này không? Giả sử nếu mà được như thế cũng vẫn được, nếu mà mọi người chấp nhận. Linh cảm giác là nó vẫn nam tính ấy. Khi mà Linh cất giọng hát lên ấy, ai mà không biết họ sẽ bị sởn da gà, họ bị cảm giác họ thấy kinh, họ thấy tởm. Và đấy là những gì mà họ nói ra đối với Linh đó. Nhưng mà Linh vẫn muốn là kiểu sau này mà phẫu thuật được giọng mà nó thành một cái giọng nữ mà cũng hay thì sao? Nếu bác sĩ nói là sẽ có 80% không hát được. Cô có muốn giữ cái chất giọng này cho đến cuối đời hay không? Em không. Em muốn đi đến cùng luôn. Vâng, tại vì là khi mà Linh đã quyết định chuyển giới là Linh phải tìm hiểu là xem có làm được giọng không thì Linh mới làm. Bởi vì Linh muốn là nếu mà là nữ thì Linh sẽ phải có một cái giọng nói kiểu nhẹ nhàng hơn và nữ tính hơn, chứ không phải là giọng lại trầm trầm như này. Khi Linh hát những cái khúc trầm nó trầm lắm luôn đó. Khi mà người ta nhắm mắt lại người ta vẫn hình dung ra Linh thì là mình luôn là đó. Nữ ca sĩ có giọng trầm nhất showbiz, chẳng phải đó là một cái tiết bài báo rất hay sao?
đấy là mọi người thấy thế thôi, nhưng mà Linh nghĩ thế rằng bây giờ nữ ca sĩ có giọng hát trong vút trong trẻo thì rất nhiều, nhưng có bao nhiêu người có giọng hát trầm nhất? Nhưng mà vẫn là Tông Nam. Many nights we pray. Đây là giọng nam. No proof anyone could hurt. Na 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 na. Không thuộc lời. Bây giờ thử giọng nữ hơn. Với cái tông đấy thì không thể nào nữ hơn được, đúng không? Tại vì cái tông đấy mình phải hát cao lên. Many nights we pray. Cũng được. No proof anyone could hurt. Vấn đề là khi mà lên cao quá là không có được. Vì đó là đoạn đầu nha, đoạn sau là There can be miracles. Là không lên được. Ok. Đó, thấy chưa? Vậy thì ngoài giọng hát, mình đã là một người phụ nữ hoàn thiện. Còn điều gì là đàn ông nhất của mình? Mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua dư luận. Đúng thế. Mà cái bản lĩnh nằm trên bàn mổ nó cũng đã là ghê lắm rồi đó. Trời ơi, rất nhiều người không dám luôn. Dustin có một người bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đón một cái người bạn này. Thì chúng ta mới có thể đủ người để mà chúng ta cùng nói những cái vấn đề này được. Dạ. Đó là chị Mia, một người bạn của Dustin. Vâng. Mời chị Mia. Chào Welcome em. To Bar Stories. Cảm ơn chị đã đến với Bar Story. Chúng ta phải nói về cái cơ duyên mà ba chị em mình gặp nhau ở tại đây. Ở đây là Malto's Bar, là một cái quầy bar whisky. Khi mà Dustin nói là Dustin có hai khách mời hôm nay đến quầy bar story thì chị đã rất là sẵn sàng. Và những cái món nước hôm nay mà Dustin phục vụ là cái công thức của bạn Tài ở đây. Khi mọi người quay lại đây á, nếu mà muốn thưởng thức cái gì thì cứ gặp Tài, thì Tài sẽ suggest, sẽ đưa cho mọi người những cái ly nước mà nó phù hợp với tâm trạng mọi người nhất. Ly này mang tên là Childhood Memory, ký ức tuổi thơ, cũng là một cái tác phẩm khác của bạn Tài. Tài nói là ly này gợi cho Tài ký ức tuổi thơ ngày xưa đi Thảo Cầm Viên. Ở trong Thảo Cầm Viên nó có những cái mùi hoa cỏ, thảo mộc nó thơm. Tụi em hôm nay là sẽ dùng cái loại rượu Naked Grouse Whiskey này. Nó làm cho em nghĩ đến chúng ta, những người dám đứng lên là chính mình. Thì em sẽ làm một cái ly tên là Childhood Memory, trong đó dùng rượu Naked Grouse được ngâm với hương thảo rosemary. Cảm ơn em rất là nhiều. Rất là dễ uống, cái mùi hương thảo và mùi cam rất là dễ chịu. Cảm ơn chị. Mỗi chúng ta đều khác nhau, đến từ những cái background, những cái hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta thích những người khác nhau. Chúng ta có những cái cảm xúc khác nhau, những cái khoái cảm khác nhau. Chính xác, chúng ta có một điểm chung. Chúng ta từng đã phải come out, bước ra ngoài kia để nói với mọi người giới tính, xu hướng tính dục của tôi rất nhiều lần. Chúng ta ở đây tức là cả Dustin luôn. Cả Dustin luôn. Wow. Wow. Như nào nhở? Như nào nhở? Linh chưa được nghe Dustin nói về giới tính. Vậy thì mình sẽ chơi trò chơi. Mỗi người sẽ nói một kỷ niệm, một cái sự kiện đã thay đổi cuộc đời của mình. Năm ngoái em có crush một cậu bé. Cậu ấy cho em có động lực để mà come out với tất cả mọi người. Và có động lực để mà thay đổi bản thân mình. Được trở về là chính mình. Khi mà thích thì em đã có những cái cảm xúc và cảm giác như là trời ơi mình cứ như thế này, tức là lúc đấy em vẫn là con trai nha. Mình cứ như thế này thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có cái cơ hội để mà được người ta thích lại. Và em mới bắt đầu nghĩ rằng là mình sẽ phải thay đổi. Đầu tiên là em come out với mẹ trước. Mình không thích con gái. Sau khi mà nói với mẹ xong thì mất khoảng tầm 2 tháng sau em mới nói với mẹ tiếp em sẽ chuyển giới. Thì mẹ nghĩ như thế nào?
khi mà em nói với mẹ thì em đã phải chuẩn bị rất là nhiều kiến thức rồi là những cái gì đó để nói xem là nhớ chẳng may mẹ không đồng ý hay như nào để em có thuyết phục mẹ. Thì khi mà em nói như vậy thì em cũng phải nói với mẹ rằng là thật ra là con phải chuyển giới con mới hạnh phúc được, là các cụ là bao giờ cũng muốn là con lấy vợ để có con nối dõi. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn có thể giải quyết được vấn đề con cái, con giải quyết được vấn đề đó mà con sống được cuộc sống của con như thế thì có được hay không? Thì mẹ bảo là thoải mái, con muốn làm gì thì là mẹ rất là ủng hộ. Em thì hay tâm sự với mẹ từ bé không, nên bất kể vấn đề gì cả thì mẹ đều biết được rằng là em luôn luôn phải suy nghĩ kỹ càng trước khi mà đưa ra quyết định ấy, thì mẹ luôn luôn tôn trọng cái quyết định của em. Và em cảm thấy như là kiểu có thêm động lực và em cũng phải tìm hiểu về kiến thức để chuyển giới. Khi mà tìm hiểu thì em chẳng hỏi được ai cả nên em lại phải tự động tìm trên Google rồi tìm đến cái nơi khám bệnh ở bên Thái Lan, sau đó là bác sĩ cho thuốc. Trời ơi, chị có biết không, khi mà em khám tâm lý nha, bác sĩ hỏi ghê lắm luôn, bởi vì bác sĩ không nghĩ rằng là em có ý định chuyển giới. Tại vì lúc đó cái ngoại hình của em nó, em chưa có sống thử, cái ngoại hình vẫn giống như Lily trước đây. Lúc đó là em đi khám ấy, em mặc bộ quần áo jean màu xanh, áo bò quần bò luôn, rất là men. Em đi khám thì thật không nghĩ rằng em chuyển giới cơ. Thế là thế bắt đầu từ khi nào và từ khi em sinh ra? Người ta bảo là đi khám như này này, thấy là mọi người sẽ phải có xu hướng đúng rồi, phải có ngoại hình kiểu để tóc dài chẳng hạn, hoặc là có cử chỉ điệu bộ ấy, mà trong khi đó là em chưa dám thể hiện mình là nữ, kiểu cử chỉ đúng rồi phải qua cách nói chuyện em cũng rất là mê, vì em rất sợ luôn, nhỡ chẳng may bạn nào cũng ở Việt Nam bạn biết em đi sang đi khám. Chúc mừng em, không có cái hạnh phúc nào khi mà mình được sống là chính mình. Dạ đúng. 25 tuổi là cái cột mốc đặc biệt của chị, đó là chị rời khỏi Việt Nam đi Úc. Chị có một nhóm bạn chơi rất là thân với nhau, có học thức, có địa vị trong xã hội. Bạn của chị khi mà đưa chị ra sân bay Tân Sơn Nhất á, bạn chị có nói nó đi rồi nó sẽ trở thành con gái rồi nó quay về. Đôi lúc những cái người bên cạnh mình hiểu mình hơn là mình, và đúng giống như lời cái người bạn của chị nói, một năm sau chị quay về chị làm con gái. Wow. Và 26 tuổi là cái cột mốc thứ hai của chị khi chính thức sống như một người phụ nữ, và đến giờ là hơn 10 năm. Ui, tuyệt vời quá. Dustin cũng là một người đi tìm bản ngã của mình. Dustin đã từng lên VTV và có một cái buổi talk show. Khi đó là Dustin vừa mới làm xong chương trình Love is Blind, chương trình hẹn hò ở trên YouTube của Dustin. Đó là lúc mà Dustin come out một lần nữa với tất cả mọi người trên truyền hình mà mình là một người đồng tính nam, và mình cũng có được sự nữ tính và nam tính trong cùng một con người. Mình không muốn một bộ râu này phải là mình muốn nó là một cái sự nhẹ nhàng. Liệu mọi người có chấp nhận không? Có gì đâu mà không chấp nhận. Bởi vì chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta từng trải. Nhưng mà có rất nhiều người ngoài kia, họ sẽ luôn luôn đặt câu hỏi là một là nam hay là nữ. Tại sao lại phải như thế? Thì mình cũng hỏi như thế. Nguyên tắc nào đưa ra luật là phải nam là phải ra nam mà nữ phải là ra nữ? Đó là tại sao mà cục mốc mà Dustin nghĩ là sự xuất hiện của mình ở trên truyền hình, mình đã cởi bỏ được cái nút đó. Trước đây, một người MC nam ở trên truyền hình lúc nào cũng phải là một người đỉnh đạt. Không cần biết đằng sau lưng giới tính của họ, xu hướng tính dục của họ, bản dạng giới của họ là gì. Họ phải lên truyền hình với một tư thế đỉnh đạt như một người đàn ông. Mình cảm thấy đó là một cái sự gò bó khủng khiếp mà mình không thích điều đó. Mình vẫn muốn làm công việc của mình là một người dẫn chương trình, nhưng mà mình cũng muốn là chính mình. Lần đầu tiên mình làm cái chương trình karaoke với Dustin, lần đầu tiên mình tự cho mình đổi tóc giả, mặc cái váy của phụ nữ. Wow. Và quay phim lại. Cũng là cái tập đó là với Quốc Thiên. Em thấy em vừa rất là đẹp mà vừa rất khùng. Để em khác với những người MC khác, và cộng thêm một sự duyên dáng mềm mại. Cộng đồng LGBTIQ của mình sẽ có rất là nhiều những cái thử thách ở trong cái cuộc sống. Nhưng mà chị không muốn tách biệt điều đó ra, bởi vì ai trong chúng ta dù là hợp giới hay dị tính hay LGBTIQ cũng đều có những cái khó khăn trong cái cuộc sống. Tuy nhiên, với những người LGBTIQ, họ có những cái điểm mạnh. Chẳng hạn như Linh sẽ cảm cái nhạc khác với những bạn khác, em sẽ truyền tải cái bài nhạc khác với những người ca sĩ khác, bởi vì em có sự nhạy cảm ở trong đó. Dạ. Chị lấy ví dụ là vậy. Với chị là một nhà tư vấn tâm lý. Chị sẽ không chỉ dừng lại tư vấn cho những người hợp giới hay là những người dị tính, mà chị còn tư vấn được cho rất là nhiều những cái đối tượng khác, cho những đối tượng yếu thế, yếu thế trong xã hội. Dustin, khi mà em đứng ở trên
sân khấu, em là MC. Em biết mình có cái điểm mạnh gì, em biết là em sử dụng cái lời nói, cái câu văn mình như thế nào. Bởi vì tất cả các MC đều có cái điểm mạnh đó. Nhưng mà duy nhất với em sẽ có một cái màu khác. Em có một cái sự nhạy cảm và duyên dáng nhất định. Và những cái điều đó nó vượt ngoài cái vùng an toàn của những người đàn ông và những cái cô MC khác. Người ta gọi đó là bể bọt. Bể bọt. Có phải vì vậy mà người ta hay gọi mình là thế giới thứ ba? Chà, hỏi thế giới thứ nhất với thế giới thứ hai nó ở đâu ạ? Nhất là nam, mình nhị là nữ gì đó. Có thể là như thế, đoán. Nhưng mà rõ ràng là mình đã nghe điều đó trên truyền hình. Thế giới thứ ba hay là đại quạt đây? Có báo chí luôn. Không biết mà. À, ngày xưa đi, cách dùng từ của báo chí truyền thông đối với chúng ta, họ có những cái cách dùng tiêu cực. Vì sao giới nghệ sĩ nhiều người đồng tính? Rất là nhiều người thắc mắc á, là vì sao mà ca sĩ rồi là nghệ sĩ toàn người đồng tính. Thế nhưng mà họ không biết rằng là những người mà giống như mình sẽ có những thiên hướng về nghệ thuật và làm rất là tốt về nghệ thuật. Cho nên là mọi người mới thấy rằng là trong showbiz thì hầu như là những người giống như mình. Mình không khẳng định 100% bởi vì mình không biết ai rõ với ai, đúng không? Mình không thể khẳng định 100%. Nhưng mình nói là hầu như đó là những gì mà mọi người thấy. Cho nên là chẳng có gì phải lạ khi mà mọi người thấy một người showbiz mà giống như Linh hoặc là giống như Dustin cả. Nhưng Linh nói rằng là không chỉ ở showbiz đâu, mà ngoài ra trong những môi trường như văn phòng cũng rất là nhiều. Mà mọi người không nổi tiếng nên làm sao mà người ta biết được, đúng không? Bạn đừng áp đặt là tại sao là chỉ có showbiz mới có đồng tính. Vậy thì câu hỏi này không hợp lệ. Đúng, chính xác. Xin báo sức khỏe. Chàng trai chấp nhận giảm 10 năm tuổi thọ để chuyển giới thành gái vẫn là một tựa đề rất tiêu cực. Điều này thì chị không chấp nhận, bởi vì chị vừa là một cái người học và thực hành về tâm lý, cũng như là một người làm về nghiên cứu. Chưa có một cái tài liệu, một cái nghiên cứu khoa học nào mà nói là chuyển giới giảm tuổi thọ. Giảm tuổi thọ. Đúng. Cái lối sống của mình, cái việc mà mình sử dụng nội tiết tố là những cái vấn đề nó có thể ảnh hưởng lên sức khỏe về lâu dài của mình. Phẫu thuật chuyển giới cũng là một cái cuộc phẫu thuật thẩm mỹ định dạng lại, chẳng hạn như về ngực hoặc là về bộ phận sinh dục. Phẫu thuật đó hoàn toàn an toàn ở tại thời điểm hiện tại nhờ vào công nghệ ở những đất nước tiên tiến. Biết không, vì những cái cách dùng từ như thế này mà những người như ba mẹ em, ông bà ngoại em, tất cả mọi người đều không đồng ý, đều có cái suy nghĩ như thế luôn. Vì họ nghĩ là những người chuyển giới thật là đáng thương, bởi vì họ sẽ chết sớm. Nhưng mà chưa thấy ai chết sớm cả. Đó là những còn một rất là nhiều nữa những đời, vì mình đang muốn đi ngược lại từ về lịch sử là sự xuất hiện của những người chuyển giới trong phương tiện truyền thông đại chúng như thế nào. Đây là một cái tiếp theo mọi người sẽ nhức đầu luôn. An ninh thủ đô. Đời BD nghiến răng bán dâm trong đau đớn. Cái này năm bao nhiêu Dustin? 2013. Em nghĩ là ngày xưa thì 2013 chắc có lẽ là xưa không? Chưa. 7 năm trước không có xưa. Cụm từ BD nó vẫn được sử dụng rất là rộng rãi và chị rất là không thoải mái khi mà chị nghe cái từ BD. Đúng, em thì bởi vì nó gắn liền với những cái ký ức tuổi thơ mà chị không thấy nó có một cái sự tích cực nào. Chẳng hạn như là khi mà chị đến xem ở hội chợ ở quê đi, chị sinh ra lớn lên ở Bến Tre, thì người ta hay nói là đây là mấy người BD nè, họ chỉ vào các chị, các cô. Điều đó làm cho chị cảm giác là chị em trước đây bị rất là nhiều thiệt thòi. Và cái từ BD này nó có một cái quá trình lịch sử không mấy tốt đẹp ở Việt Nam mình. Nó là một cái từ miệt thị. Và ngay cả cái từ BD này ở trong tiếng Pháp nó cũng không phải là một cái từ đúng đắn và dùng để diễn tả một cái người trong cộng đồng LGBTIQ, mà nó là một cái từ để diễn tả về một cái hành vi tình dục với trẻ em. Và điều đó thì chị nghĩ là chúng ta nên nhìn nhận lại về từ ngữ BD không nên được sử dụng trong cái cộng đồng của người LGBTIQ. Chúng ta không nên dùng từ BD nữa. Còn một cái nghĩa nữa đó là đồng hóa tất cả các nhóm ở trong LGBTIQ, những nhóm đa dạng về xu hướng tính dục và bản dạng giới. Từ BD này chỉ chung cho tất cả các nhóm thì mình sẽ không có thấy được cái sự đa dạng, không có thấy cái sự khác biệt, cái tôn trọng của nó. Chúng ta nên dần dần chấp nhận và xóa bỏ đi cái định kiến là những người LGBT là bệnh. Đúng là như chị nói, bây giờ báo chí, truyền thông nó cũng có cẩn thận hơn trong việc đặt tựa, đặt tên. Như là Linh Lý hỏi làm sao mình gọi tên nữa. Mình hãy cứ gọi nhau là tên.
Linh Ly là Linh Ly, chị Mia là Mia, Dustin là Dustin. Tại sao phải dán nhãn là tôi là gì mà chị là gì mà anh là cái gì? Mọi người vẫn hay gọi Linh là nữ ca sĩ chuyển giới. Linh Ly. Linh có thích điều đó không? Một người bình thường có bao giờ gọi là nữ ca sĩ bình thường? Ví dụ vậy không? Tính ai nói thế không? Tại sao phải là nữ ca sĩ chuyển giới đúng không? Thì nói chuyện bình thường thôi. Thì mình có thể nói là bây giờ từ đây trở đi hãy gọi Linh Ly là Linh Ly thôi. Ừ. Đúng rồi. Bớt chữ cho các anh chị để thêm dòng. Chị đồng ý. Bớt ra gọi là tiền tố. Ừ, tiền tố. Ngộ nhận về người chuyển giới đã làm cái tựa có vẻ trung tính hơn. Chuyện tình cô nàng chuyển giới nặng 100kg và chàng ốc tiêu Sài Gòn 6 năm yêu nhau không cần hoa và quà vào Valentine theo trí thức trẻ. Đặc biệt là cái tiêu đề về người chuyển giới nặng 100kg thì đâu có liên quan gì để mà mình phải giật tiếp lên như vậy. Mọi người cứ nghĩ đến người chuyển giới, đặc biệt là người chuyển giới nữ thì phải là hoa hậu, phải là hot girl. Đó là tại sao? Phải là đẹp coi như là long lanh lung linh. Mọi người bị áp đặt lên em đẹp. Đúng rồi. Đó là tại sao mà chúng ta dùng quá nhiều người chuyển giới là hoa hậu để đưa hình ảnh người chuyển giới. Chị sẽ có những người họ sinh ra cái cơ thể của họ, cái cơ địa của họ, cái cơ xương gương mặt của họ là không có điều kiện thì rất là khó có thể thay đổi cái ngoại hình. Đặt quy chuẩn là những bên cạnh đó là mình chuyển giới trễ. Ở nước ngoài họ bắt đầu cái quá trình chuyển giới từ rất sớm. Vâng. Họ block cái hormone dị thì của họ để mà nó không nam tính hóa hay nữ tính hóa cái cơ thể của mình, và từ đó họ mới sử dụng nội tiết tố để mà thay đổi cái cơ thể của họ. Thì họ rất là xinh, mà với điều kiện ở Việt Nam mình chưa cho phép, thì chị nghĩ những cái điều này nó gây áp lực rất lớn ở trên cộng đồng của mình. Bất kỳ ai chị nói chuyện mà nói một chút xíu về những cái chủ đề về chuyển giới thì ngay lập tức họ đem cái đẹp ra để họ bình luận. Chị thấy điều đó là không công bằng. Từ sau khi mà em come out á, công khai rồi tất cả mọi người cứ bảo là tại sao chuyển rồi mà vẫn chưa đẹp nhỉ? Vẫn thôi nhỉ? Tại sao không chờ chuyển hết hoàn toàn đi rồi mới hẳn xuất hiện? Trời ơi. Xuất phát khi mà bây giờ nếu mà bố mẹ hay là những thế hệ đi trước, người ta nghe đến người chuyển giới, người ta sẽ nghĩ đến những người chuyển hát đám ma. Có rất nhiều những cái gia đình là họ miệt thị họ, những người chuyển giới, tấn công tình dục những người đó ngay tại cái buổi hát đám ma. Cái công việc nào nó cũng rất là quý. Mình kiếm tiền công bằng hơi nước mắt của mình. Có những người họ phải hy sinh bởi vì họ muốn kiếm được tiền để họ về họ lo cho bản thân hoặc là lo cho gia đình. Việc mà họ mặc những cái bộ đồ mà hơi gợi cảm hoặc sexy một chút xíu cũng là bởi vì cái công việc của họ. Và đó là quyền tự do của mỗi chúng một ta không nên là bởi vì ăn mặc như vậy nên tôi được cái quyền tấn công bạn. Đúng. Được cái quyền đụng chạm vào bạn. Đúng. Bỏ tiền vào ngực bạn. Thì điều đó chị nghĩ là một cái điều nó rất là vô lý. Đúng. Nên chấm dứt. Bây giờ có những người đang còn nghĩ là người chuyển giới từ nam thành nữ thì họ sẽ chỉ yêu người đàn ông là trai thẳng. Điều đó đúng hay sai? Thế nếu giả sử như mà gặp một người bisexual mà cũng manly thì sao? Thì biết là Linh cũng vẫn rung động mà. Đâu có cứ gì phải là trai thẳng. Tại sao là bisexual nếu có như mà những... Linh mà em mà gặp một người chuyển giới nam đi, họ rất là đẹp trai, mình cũng sẽ rung động. Đấy, có một cái tựa đề là người đám cưới với một người chuyển giới nam và một người chuyển giới nữ. Thế nhưng mà rất buồn là có những chương trình họ đang đưa ra một cái thông điệp là người chuyển giới nữ thì chỉ có thích những người đàn ông dị tính thôi. Cái việc mà nói là người chuyển giới nữ chỉ yêu trai thẳng, người chuyển giới nam thì chỉ yêu gái thẳng là sai. Cả cuộc đời của chúng ta tính dục nó thay đổi, tính dục của con người nó bao gồm cảm xúc, tình yêu, sự gắn bó, những cái rung động, những cái fantasy, những cái tương đồng của một ai đó với một ai đó thì nó rất là đa dạng. Em nghĩ thì là tình yêu thì không có sự phân biệt về giới tính. Ai thích ai cũng được. Mình đâu phải là giới tính nào, phải là phải giới tính đấy đâu. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Linh Ly với hai ca khúc mà bạn ấy tự sáng tác. Khi tình yêu của mặt trời
chính là nắng lung linh mang bình minh một ngày mới. Chẳng phải duyên cớ sắp đặt, em là nắng trong tim tôi để tôi ngẩn ngơ từng ngày tôi mơ. Muốn nói yêu em nhưng trong tim em ngại rằng lỡ em chẳng dám đón nhận, tôi chỉ biết rút lui về sau, cứ lặng yên nhìn em thêm lâu. Cất giữ trong tim ghim những kỷ niệm đẹp lại, nếu nói ra có thể mất hết tất cả, thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi, để mình yêu được em thêm lâu. Em hồn nhiên chẳng biết gì, tôi thì cũng vô tư, nên tình yêu cứ thế lớn lên. Trời cho mây ở cạnh bên núi cao, và trời cho cây được cùng bên gió sao trời, lại chẳng cho em bên tôi. Muốn nói yêu em nhưng trong tim em ngại rằng lỡ em chẳng dám đón nhận, tôi chỉ biết rút lui về sau, cứ lặng yên nhìn em thêm lâu. Cất giữ trong tim ghim những kỷ niệm đẹp lại, nếu nói ra có thể mất hết tất cả, thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi, để mình yêu được em thêm lâu. Nếu nói ra có thể mất hết tất cả, thôi thì cứ ngu ngơ vậy đi, để mình yêu được em thêm lâu, thêm lâu. Cảm ơn Lily và cảm ơn guitar Công Danh. Bài vừa rồi là bài 08 sáng tác của Linh dành cho Crush đó, cái bạn đó. Cái bạn năm trước đó đó. Đó đó. Hèn chị lúc hát mắt rất là lúng liếng. Yêu mà không dám nói ra, nhưng mà sau cái lần không dám nói thì mình dám rồi. Và cuối cùng thì cũng không có gì xảy ra cả. Mọi thứ thì vẫn bình thường, vui vẻ. Không có gì phải sầu đau gì buồn buồn khổ khi mà không được đáp lại tình cảm cả. Chị cảm thấy là em mang chị về với lại những cái ngày chị còn học ở giảng đường đại học thường. Những cái người như chị hoặc là những bạn LGBTIQ thì thường họ im lặng khi yêu, không có cơ hội hoặc là cái động lực để nói ra cho cái người mình thầm thương hoặc là thầm để ý. Là mình thích họ. Nội mà cái từ thích thôi mình cũng không dám nói ra, không chi đến từ yêu. Mình sợ bị người ta phán xét, mình sợ bị chối bỏ. Thường mình chọn giữ trong im lặng. Chị thấy là bài hát của em rất là tích cực, và chị hy vọng là nó truyền cảm hứng được rất là nhiều đến những người bạn trẻ. Họ cũng có đủ tự tin và bản lĩnh để đứng lên nói ra những cái cảm xúc thật của mình. Thế thì bài hát thứ hai mà Linh Ly gửi tới sẽ là bài gì? Một bài hát tiếp theo mà em muốn gửi đến tất cả mọi người thì cũng vẫn là một thông điệp tích cực. Khi mà chúng ta buồn thì chúng ta nhiều khi là nghĩ nhiều điều tiêu cực. Nhưng mà em chỉ khuyên mọi người là buồn thì cứ khóc đi, khóc xong rồi thôi.
không vương vấn một điều gì nữa. Ngày mai lại là một ngày mới đến, chúng ta sẽ lại đón nhận những điều mới thôi. Em có buồn nếu anh để lại cây viết dòng thư cuối sau bừng màn, nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng. Chữ dòng chữ ấy đã phai nhanh đi, mắt ướt nhẹ, sợ em không thấy rõ anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc anh viết tặng những em đã quên. Là gió thì dốc thư bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ còn nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi, mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Sáng hôm sau ta sẽ không gặp lại nhau nữa, hàng kế bên hiên vẫn đứng trông theo bóng người nơi phương xa. Liệu rằng em vui hơn, liệu rằng em có còn tâm trình nhớ đến anh. Một lời em nói như thế là em không thấy xót ta, à anh cũng vẫn biết những sự thật liên quan đến chúng ta mà. Quan tâm một người hơn anh, yêu thương một người hơn anh, một lần đau hơn là trăm lần khóc. Là gió thì dốc cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ còn nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Được khóc thì cứ khóc cho một lần, hễ được mất đi để rồi ngày mai tỉnh giấc không vẫn vướng một điều gì. Tự nhiên lại cứ đắn đau dần vặt khát nó trói mình, vì đâu phải khổ như thế mãi mãi. Vì đâu phải khổ như thế, vì đâu phải khổ như thế, vì đâu phải khổ như thế, vì đâu phải khổ như thế. Là gió đi dốc cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ còn nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi, mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi, mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi, khóc đi. Dễ thương quá. Có phải tâm trạng của em không? Có thường khóc không? Thực ra thì em cũng hay khóc, hay khóc trong khi mà yếu lòng quá thôi chị ạ. Tại vì là có lắm lúc đấy như kiểu nhiều khi mà đọc những cư dân mạng nói về mình ấy, bình thường em đã cố nén rồi nhá, xong rồi bạn bè quan tâm, bạn bè gọi điện thoại, xong cái tự dưng em chào ra khóc luôn. Đó, kiểu tâm trạng là xong rồi nó lại an ủi rồi các thứ, thì em lại cũng dần em cố nén lại rồi bắt đầu lại qua đi nữa. Nhiều khi là như thế, khóc xong rồi một lúc là em hết rồi. Cảm ơn công danh, và đó là bà Lai. Chúng ta đến với phần thử thách nho nhỏ của chương trình trước mặt mọi người, đó là hai cái hình phạt bánh thường bánh thánh, hoặc là bạn sẽ chọn uống có 3 ly nước thường, 3 ly nước thánh. Trò chơi mình là thà chết còn hơn. Dustin chấp nhận luật chơi này. Liền chấp nhận luật chơi này. Chị Mia chấp nhận luật chơi này. Thế em sẽ chọn một trong hai nhá. Muốn ta là văn.
Bạn hãy kể về điều xấu hổ nhất bạn đã từng làm khi đang say xỉn. Xấu hổ nhất của chị làm khi mà say xỉn đó là ói rất là nhiều trên xe hơi khi mà anh Austin chở chị về nhà. Cái đợt đó là sinh nhật của một chị sếp của chị. Tụi chị uống rất là nhiều, mà chị nhớ lúc đó là uống van. Thường thì chị sẽ không có uống nhiều như vậy, và thường là chị phải giữ kẻ rồi này kia. Nhưng mà hôm đó chị cứ ý y là van nó sẽ không có xỉn à. Rồi cái trên xe anh ấy chở chị về nhà chắc khoảng là 1-30 phút, thì chị giống như là chị không nhớ bất cứ gì và ói ở trên xe. Sau đó anh phải mở cửa xe rồi chị ói ở ngoài đường. Chị nghĩ qua ngày sau chị cảm thấy rất là xấu hổ vì rất là đáng có. Nên lúc đó tụi chị mới chỉ có hẹn hò với nhau thôi. Khi mà chị chính thức quen anh thì chị không uống bất cứ giọt rượu nào ngoại trừ hôm nay chương trình của Destiny, bởi vì chị biết cái luật chơi của nó. Thì là chắc là chị không đã vượt qua câu hỏi này và không phải uống đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đến Destiny. Mức cát xê khủng nhất mà em từng nhận được là bao nhiêu? Trời ơi. Em mà cái này là nói thật nha. Nếu mà nói nó có ảnh hưởng gì không? Tất nhiên là nó sẽ không ảnh hưởng gì, thì mọi người sẽ tò mò thôi. Ví dụ như là Dustin nói là khoảng 5 tỷ đi. Người sẽ bảo là không ui, ui Dustin được 5 tỷ đó. Ví dụ như thế đúng không? Ờ. Đó. Làm ví dụ thì thôi. Nào bây giờ nói hay là uống? Có nhiều sẽ nói thế. Nói hả? Không uống hả? Nói. À, ok là cát xê thì có thể như mình có một cái job nào đó mà không có thể, đây là cát xê khủng nhất, khủng là nhất cái hả? Là cái lần cao nhất đó. Một cái hợp đồng đi là khoảng chừng $20,000. Wow, rất là nhiều luôn đó. Linh chưa bao giờ có được một cái job nào nhiều tiền như vậy. Chị sẽ chuyển sang làm MC. Mọi người ơi, mình có thể làm công ty, mình có thể là có được cái job. Đúng rồi. Tức là không phải là chỉ riêng là đi em làm MC, nhưng mà mình sẽ làm review sao giống như công việc của đó. Có những hợp tác, hợp đồng khác. Đúng rồi. Nhưng mà mình đẻ thêm việc cho họ để mà mình có thể có thêm lợi nhuận. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình đã suy nghĩ là đó là một con số cũng bình thường đối với một công ty á. Mình phải chi ra nữa, chi ra xong mình lỗ rồi. Rồi vậy là Linh wow. Xin hỏi em mà chị. Đúng rồi. Linh Ly, bạn hãy hé lộ một bí mật mà bạn đã giấu mọi người từ trước đến nay. Chết rồi. Uống đi hay là ăn đi. Mà em sẽ sợ phải lắm, em không uống được. Bí mật nào mà nó phải hé lộ mà bây giờ mọi người muốn nghe bí mật hay là mọi người muốn Linh uống nào? Trời. Yeah, nghèo. Cái nghe bí mật được đi. Em cũng nghĩ là thôi em cứ chia sẻ mọi người nhá. Lần đầu tiên của em là khi nào nhá? Thật ra em chưa giờ em nói luôn á. Lần đầu tiên là 2 năm trước. Đâu rồi, em cũng nhiều tuổi rồi đó. 29, 30 tuổi rồi. Lần đầu tiên của em với một anh nước ngoài. Wow, lần đầu tiên của Linh 2 năm have trước sex. Còn trước đó là không có. Thật là dũng cảm khi mà nói cái điều này. Có sao đâu, ai mà sẽ có lần đầu tiên. Lần đầu tiên have sex nha. Wow, đó. Oh my god. Quá muộn đúng không, mọi người không phải sớm hơn cả. Mà không có gì cả. Nhưng đó là Linh Ly trước đây. Còn Linh Ly bây giờ. Tô Mạnh Linh thì sao? Đấy là Tô Mạnh Linh. Tô Mạnh Linh. Còn Tô và Bảo Linh là chưa nha. Chưa. Chị vui. Chị vui. Dễ thương quá. Ok, được. Chịu. Ôi, chịu vậy. Chịu vậy. Kiểu gì mọi người có hỏi là ừ thế không biết là ai nhỉ, như thế nào nhỉ, sao mọi người sẽ comment như vậy đó. Với ông anh nước ngoài là anh về nước rồi thôi. Không, vẫn là Việt Nam thôi. Dạ. Thôi, không được rồi, không hỏi thêm nữa. Hỏi chị ra đi kìa. Em hỏi đây. Bạn hãy tiết lộ một điều mà bạn đã nói dối với chồng. Chị không biết. Chị không biết thì chị ăn đi hoặc chị uống đi. Bây giờ chị chọn ăn hay uống? Chị chọn uống nha. Linh Ly sẽ chọn là chị ấy một ly bất kỳ. Em hy vọng là tay của em sẽ rất là thơm tho nè. Thơm rồi đấy. Em ngửi trước nhá. Thơm rồi đấy. Ôi trời ơi, chết em rồi. Có khi nó là nước thường. Chị hãy bảo trọng chị nhá. 1, 2, 3. Nhẹ nhàng thôi.
từ từ. Oh my god. Chị ấy là dân chơi không lo. Chị sẽ nói cho Dustin là chị uống cái gì. Chỉ có chị với lại Linh Linh biết. Nhưng mà chị phải nói cho chương trình biết để em còn confirm được cái chuyện đó hả? Phải nói hả? Hay là cuối chương trình, cuối khi uống hết rồi mình nói. Tên chương trình mới sẽ ra mắt Dustin trên kênh Dustin On The Go, On The Go trong thời gian sắp tới là gì? Cũng chưa có đặt ra được tên nhưng mà có hai kế hoạch à? Có kế hoạch hết rồi. Chưa đặt tên thôi đúng không? Có đặt tên hết rồi. Thì Linh nói đi trời. Là một tên. Chưa đặt tên là sẽ phải uống đó. Có đặt tên nhưng mà chưa biết là cái nào tới trước. Thế thì chắc chắn là sẽ phải ăn và uống rồi đấy. Nói chung là uống đi. Ok. Ok. Thế thì uống chị đi. Sẽ chọn cho Dustin một ly. Chị mời. Oh, khoan. Chị. Ôi sao lại thấy quen quen vậy ta? Oh my god. Em cũng không nói luôn. Đợi tí lên thì có Linh Ly nữa. Không, em không uống được đâu. Linh Ly, thế cái bạn người nước ngoài đó. Bao nhiêu cm? Trời, không có đo. Có ai cần mà đo đâu chứ trời. Bây giờ cỡ cái gì mà mình nhớ được? Chắc là cũng tầm chắc 17-18 gì đây. Chết em luôn đấy. Chết em luôn đấy hả? Lần đầu tiên của em sợ lắm chị. Nếu đi tìm hiểu mình nữa, em có biết gì đâu. Mà lần đầu tiên thì mình cứ cái gì đến thì nó sẽ đến thôi. Thì anh nghĩ là người Nga, anh ấy bảo gì thì em làm đây. Ôi xấu hổ quá. Nhưng mà đã đi đến được bến bờ hạnh phúc rồi đúng không? Không, không. Cảm giác như người ta cũng không phải là thích Linh hẳn. Người ta cũng chỉ gọi là một chút gì đó. Nhưng mà Linh thích, lúc đến là Linh thích người ta. Nhưng mà rồi cuối cùng là sau một vài lần thì một vài lần gặp nhau nhá, không phải làm cái chuyện gì đó đâu. Thì người ta cũng không kiểu nói ra cái suy nghĩ của người ta ấy, là người ta không thích. Và thật sự em cũng không thích. Bởi vì là em không thích cái bạn tình của em nữ tính. Vậy thì Linh trả lời rồi, Dustin sẽ uống một ly. Hả? Dustin sẽ uống vì Linh đã trả lời. Wow, nhưng mà thôi thực sự không cần thiết đâu. Thôi tôi uống đi. Thì lựa đi. Lựa kia. Ok là thế thì 4 ly là sẽ có 1 ly. Còn bên đây đây. Đây này. Từ từ nha. Ups. Linh xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Ôi trời ơi. Kết quả là chị uống 1 ly nước thánh. Em uống 2 ly nước thánh. Trời ơi. Ủa vậy là 3 ly nước thánh đã được uống hết rồi. Chính xác. Đúng không? Như hồi nãy mình có nói là có nhiều cái kiến thức về việc quan hệ tình dục mà để bảo vệ bản thân đó, thì có rất là nhiều người còn chưa có đủ những cái thông tin. Thì Dustin cũng làm việc với dự án Healthy Markets, thì trong đó có một cái chương trình là Pet Prep for Love, có một hai phần quà để dành tặng cho chị Mia với lại Linh Ly. Ở trong đây nó sẽ có một cái canvas, một cái áo thun Prep for Love và một cái thông tin về hỏi đáp về PrEP. Thì PrEP là phương pháp dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc. Thì nó sẽ được uống như thế nào? Mỗi ngày là một viên. Mỗi ngày một viên bắt đầu từ ngày quan hệ? No, mỗi ngày một viên trước ngày quan hệ, 7 ngày đối với hậu môn và 21 ngày đối với quan hệ bằng bộ phận sinh dục nữ. Vậy thì đối với người chuyển giới thì sao? Việc mà dùng hormone nó có ảnh hưởng đến việc uống thuốc này không? Thì câu trả lời là hoàn toàn không. Hoàn toàn vẫn có thể vừa dùng hormone, vừa có thể sử dụng PrEP. Và đây là một cái phương pháp mà để có thể bảo vệ bản thân khỏi việc nhiễm HIV ngoài việc đeo bao cao su cách an toàn khi quan hệ tình dục. PrEP thì hiện tại ở ngoài các cái bệnh viện công á, có bán và còn có được cung cấp miễn phí ở tại một số những cái địa điểm mà thân thiện với cộng đồng nữa. I got it. Cảm ơn em rất là nhiều, tặng chị một món quà rất là ý nghĩa. Mọi người nếu muốn biết thêm thông tin thì có thể lên Facebook Xóm Cầu Vồng hoặc là Cô Nàng Gợi Cảm, thì có đầy đủ thông tin về PrEP
trong chương trình Prep for Love, Việt Nam mình vẫn có những cái gọi là miễn phí, chương trình phát miễn phí cho các bạn. Và đó là quà của Dustin. Đây là món quà của chị. Chị mang từ công ty đến và hy vọng là hai em mỗi buổi sáng thức dậy pha một tách cà phê, pha một tách trà. À, các em sẽ nhớ đến chị. Dạ em cảm ơn chị. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người đều có quà nhưng mà em lại không mang quà. Em sao? Đã tặng chị và Dustin hai bài hát rồi. Rất là hay. Và đó là những cái món quà mà chị ít khi nào được nhận được. Thế thì em hy vọng là chúng ta lần sau sẽ lại có một dịp nữa thì em sẽ tặng chị nhiều món quà hơn ạ. Như vậy thì tập này Dustin sẽ có một cái hashtag để mọi người có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà xem xong đến giây cuối cùng. Đó chính là tôn trọng sự khác biệt. Các bạn hãy chia sẻ những câu chuyện của mình để mà truyền cảm hứng đến những người khác nữa trong tất cả cộng đồng mà các bạn biết đến. Dustin muốn lắng nghe nha. Và đó là Boss Stories của Dustin on the Go. Xin được cảm ơn và chào tạm biệt. Để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go.